xoắn nữa đi xem nào. Chim rừng khôn vãi trưởng. Ôi giời. Bây giờ chứ đi đánh rừng này mà mồi yếu thì không chịu được nhiều. Một cái đá khôn, hai nó cứ đi nó trao này. Hôm nay trời xấu, rét rét, không có tí nắng. Sao? Thôi, xúc rồi. Đến thua các cụ. Đã rơi mẹ cả lá. Quá kinh khủng rồi này. Đá cái ra luôn. Ôi con mồi của tôi. Đá. Xúc con mồi mình. Chết nhá, ôi số ăn rồi. Giữa lộc luôn. Các mọi người đã xem clip của Bộ Khánh Minh nhá.
Em này cực khủng luôn đấy. Ăn hàng rồi nhá.